cùng hướng mắt về sân khấu theo dõi chương trình hoạt động của đội tuyên truyền lưu động huyện Long Phú với kịch bản được mang tên Ngày hội tháng 5. Biên kịch Thu Tâm, dàn dựng Võ Đảm, cổ động trực quan Tuấn Khải, với các thành phần vai diễn như sau: Vũ Kim trong vai ông Năm, Trúc Mai trong vai bà Năm, Ánh Ly trong vai Hồng, tuyên truyền viên con gái ông bà Năm, Thành Lập trong vai Sơn, Thanh Tú tuyên truyền viên cùng nhóm văn nghệ Minh Họa. Và sau đây, phần thi diễn của đơn vị chúng tôi xin được phép bắt đầu. Bà con ơi! Ơi! Bà con có biết ngày 22 tháng 5 năm 2016 này, đất nước ta sẽ đón chào những sự kiện quan trọng gì không? Dễ quá, ngày 19 tháng 5 là kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta. Đúng vậy đó, và không khí chào mừng sinh nhật Bác càng có ý nghĩa hơn khi trong những tháng năm này, đất nước ta cũng sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Ngày 22 tháng 5 năm 2016. Xin hãy cùng nhớ lại lời Bác nói về cuộc tổng tuyển cử đầu tiên ngay khi vừa giành được độc lập dân tộc. Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài, có đức để gánh vác công việc nước nhà. Trong cuộc tổng tuyển cử, hễ là người muốn lo việc nước thì đều có quyền ra ứng cử, hễ là công dân thì đều có quyền đi bầu cử, không chia gái trai, giàu nghèo, tôn giáo, nội giống, giai cấp, đảng phái. Hễ là công dân Việt Nam thì đều có hai quyền đó. Vì lẽ đó cho nên tổng tuyển cử tức là tự do, bình đẳng, tức là dân chủ, đoàn kết. Do tổng tuyển cử mà toàn dân bầu ra quốc hội sẽ cử ra chính phủ đó thật là chính phủ của toàn dân. Chúng cháu xin ghi nhớ lời Bác. Hôm nay á mình tập văn nghệ đến đây thôi, có gì ngày mai mình tập tiếp. Để chiều nay mình còn có cuộc họp đoàn nữa, vậy mình về nha. Thôi vậy mình về đi. Hồng ơi!
kêu mình gì ta? Hồng ơi, tuy mình đã cách xa nhau nhưng lòng anh càng thêm nhớ. Cái tiếng này á nghe quen quen lắm nè. Càng. Rồi, biết địa chỉ ở đâu rồi. Càng thêm thương càng nhớ, càng thương càng thêm mấp ú kỷ niệm ngày xưa bên vườn hoa ấy. Ước hẹn ngày mai trên đường tương lai mình sẽ chung dây, nào ngờ đâu tình đã chia hai. Buồn mà chi, cái giận mà chi, cái tách mà chi. Thôi ai quên đi kỷ niệm ngày xưa dù trong đó bơ. Trong bao giờ vẫn ngát hương một tranh hoa hồng. Tên 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 tặng em. Cái anh này lớn rồi mà cứ giỡn hoài à. Giỡn chút cho vui. Em thông cảm đi, tối ngày đi chăn dịch nó ngoài ruộng chơi mấy con dịch buồn thí màu. Thấy mấy em ca hát trong này gộn gã gộn gàng nên ra mần câu giọng cổ lấy tinh thần cho nó vui. Ừ, mà vui thiệt. Anh nhớ không, hồi bữa ở nhà văn hóa xã mình á có chương trình giao lưu văn nghệ, anh cũng hát và làm mấy cái trò này nè. Em thấy bà con người ta cười, bà con nói anh á cùng hả? Ủa sao biết hay quá vậy? Cái gì? Nhưng mà vui. Ừ, anh mà lúc nào cũng vui vẻ, tươi trẻ, tràn đầy sức khỏe. Phải em nhìn kỹ anh coi, không bao giờ có ghẻ. Đức trời ơi, mấy câu đầu á em còn nghe được, mấy câu sau nghe chút quớt à. Em thông cảm đi, bí dần, không có biết xuống gì hết trơn, thôi xuống dần ghẻ. Thôi, vậy anh cứ đi vui vẻ làm thơ, em có một chuyện về trước rồi nha. Khoan Hồng ơi. Khoan hả gì à? Anh có chuyện này muốn nói với Hồng nè. Chuyện gì với anh? Anh muốn nói với Hồng chuyện quan trọng lắm. Chuyện gì quan trọng anh cứ nói đi. Anh muốn nói với Hồng á là... Là sao á anh? Là... Là sao? Là sao á anh? Là Hồng hát hay quá hà. Vậy mà em cứ tưởng chuyện gì không à? Không, quan trọng lắm. Anh muốn nói với Hồng á là... Là sao anh cứ nói đại đi. Trời ơi trời, sao mỗi bữa mình nói chuyện với mấy con vịt nó trơn tru à. Mà bữa nay gặp Hồng, ấp ba ấp úng nói không có thành câu. Ý anh nói là em giống mấy con vịt nhà anh đó hả? Không phải, ý anh không phải vậy. Anh muốn nói với Hồng á là... Là sao? Là... Hồng nói em đi về. Là Hồng mặc áo dài đẹp quá à. Thiệt vậy hả anh? Trời ơi, hôm nay anh ăn cái gì mà cái miệng anh nó ngọt quá vậy? Nhưng mà em thấy cũng đâu quan trọng đâu anh. Quan trọng hả? Mà cái chuyện quan trọng trước mắt á là bây giờ em phải về họp đoàn. Với lại á, chiều nay em còn có hội nghị cử tri nữa. Thôi em về ạ. Hồng, đã họp đoàn rồi còn hội nghị cử tri. Hồng, nhiều chuyện quá hả? Cái anh này, lúc nãy á, mắng người ta là dịch. Còn bây giờ nói người ta nhiều chuyện nữa. Thôi em dọn anh em về luôn. Không à. Có phải, Hồng, nghe anh nói nè. Ý anh á, không có phải vậy. Ý anh muốn nói là Hồng công tác nhiều đó mà. Chứ anh biết ngày 22 tháng 5 là ngày gì không? Ủa là ngày gì? Là ngày toàn dân đi bầu cử đó anh. Vậy sao? Bởi vậy á, em là cán bộ đoàn thanh niên, em phải có trách nhiệm tuyên truyền về luật bầu cử đến quần chúng nhân dân mà anh. Nhưng mà đi công tác nhiều vậy Hồng vất vả lắm. Không có vất vả đâu anh. Em thấy á, mỗi công việc á, đều có niềm vui khác nhau. Với lại công tác xã hội chẳng những á, giúp ích cho địa phương của mình mà còn giúp cho mình á, rèn luyện kỹ năng giao tiếp nữa đó nha anh. Rèn luyện kỹ năng giao tiếp. Bởi vậy tối ngày mình ngoài ruộng mình tiếp xúc mấy vịt không à. Nghe nó cạp không à. Có biết giao tiếp gì đâu. Gặp Hồng nói không có thành câu. Chỉ có muốn cạp không à. Thôi đi anh, giỡn hoài à. Mà em nói cho anh nghe nè. Năm nay á em cũng đã 18 tuổi, vừa đủ tuổi đi bầu. Em ha, em với các bạn thanh niên trong xã mình á quyết tâm thực hiện tốt quyền của công dân bằng cách đi bầu đông đủ. Bầu đúng người, dạ đúng theo luật bầu cử quy định đó anh. À, anh Sơn nè, nãy giờ nói chuyện với anh á, em mới nhớ ra một điều là em có chuyện muốn nói với anh đó nha. Hả? Em có chuyện muốn nói với anh hả Hồng? Dạ. Trời ơi, không lẽ mới cạp mấy cái mà lính sao trời. Em có chuyện muốn nói với anh hả Hồng? Anh sẵn sàng nghe đây Hồng. Anh cho em hỏi nhà anh tỉnh cạnh bên phải không? Đúng rồi, nhà anh ở tỉnh bên cạnh nè. Em muốn gì? Anh chạy về anh thưa ba má anh cái một hả? Vậy anh về, anh thưa với ba má đi anh. Ba má? Kêu bằng ba má luôn, vô rồi. Anh về anh thưa ba má hả Hồng? Được rồi, anh về anh thưa ba má nghe Hồng. Vậy anh về thưa ba má hả? Nhớ đi bầu cử đúng ngày nha anh. Trời đang ngon chớn gớt cái tủm vậy trời. Quê toàn tập luôn mấy cha. Thôi, anh về. À mà em còn có chuyện muốn nói với anh nè. Thôi anh phải đi về, vĩnh biệt kể từ đây. Đừng liên lưu mà chi tàn, tàn.
Nhưng mà anh về anh lùa dịch vô chuồng. Sơn à, rồi chiều anh qua thăm em. Đời tôi chăng dịch nên đi đâu cũng chăng dịch. Thiệt là tình, mình còn có chuyện muốn nói với ảnh mà anh bỏ đi một nước luôn hả? Thôi bây giờ mình về nhà đi họp, có gì á chiều ảnh qua nhà mình nói tiếp cũng được. Bà ơi, bà ra đây tôi nói cái này cho bà nghe nè bà ơi. Nhanh lên bà ơi. Cái gì? Cái gì cũng từ từ. Chứ ông khói quá, tôi giáp hồn mất. Tôi té rồi sao? Rồi trời ơi, chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Trời ơi, sao đứa nào nó chạy qua chạy lại nhôi nhôi. Trông mặt quá vậy trời. Bà làm gì mà nhôi nhôi vậy? Trời ơi, rồi tự nhiên làm gì ông đứng ở trong đó vậy? Trời ơi, cái gì mà bà chạy qua chạy lại nhôi 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 à? Thì ông nói có chuyện gì tôi chạy ra tôi coi có chuyện gì nè. Chuyện gì đâu? Bà ơi, tôi đi là hẹn hò với ai đó bà ơi? Hẹn hò? Trời ơi, hẹn hò mà ai, ai hẹn hò? Tôi. Trời ơi, ông mau lắm. Trời ơi, ông nghe anh em ở đây chết. Hẹn hò, chết. Cái gì bà? Thì ông đó mới hẹn hò. Trời ơi, bà làm tôi lính quýnh hết trơn à. Có bà đây tôi dám hẹn hò với ai? Trời đất ơi, vậy ông nói ai hẹn hò? Tôi nói á, là tôi nghi là con gái mình hẹn hò với ai á bà ơi. Tưởng chi gì quan trọng. Ha chè đâu con gái mình nó. Trời ơi, sao không? Con gái mình nó sao? Nó hẹn hò với ai? Thì tôi nghi là nó hẹn hò với ai vậy mà. Mày sao không biết? Thì tôi nói để tôi chỉ nghi vậy thôi. Lãng nhách không? Tôi tưởng đâu ông bắt gặp. Cho nên á, trời trời, con này là mới có nghi à. Mà ông ơi, tôi nói cho ông nghe. Thằng ấy, con gái tôi á, nó công dung ngôn hạnh. Nó đẹp y như tôi à. Ông đừng có lo. Trời ơi, bởi vì giống bà cho nên tôi mới lo đó chứ. Giống tôi là ông phải yên tâm chứ sao không lo. Ờ mà thôi, hồi nãy tôi lo mà giờ bà nói gì tôi cũng đỡ lo rồi. Mà ông không lo giờ tới tôi lo ông ơi. Trời ơi, tôi không lo rồi mắc mớ gì mà bà lo. Con gái mình năm nay nó đủ 18 tuổi rồi đó ông. Ừ, thì đủ 18 tuổi, rồi sao? Và đây cũng là lần đầu tiên nó được phép bầu cử, ông quên hay sao? Ừ, mà bà nhắc á, tôi mới nhớ. Không biết con gái mình á, nó có hiểu được cái lượt bầu cử nữa không thấy bà? Thì đó, cho nên ông thấy ông nó đi họp hoài đó. Để nắm rõ về cái lượt bầu cử và cái cách thức bỏ phiếu đó nghe. Đúng rồi, tôi là nông dân sản xuất giỏi mà. Cho nên con gái tôi cũng phải bầu giỏi chứ. Trời đất ơi, ông nói chuyện gì lãng nhắc vậy? Bầu giỏi là sao? Ý tôi nói á, bầu giỏi có nghĩa là bầu cử giỏi kìa. Mà bà biết bầu cử giỏi là sao không bà? Đâu, ông nói tôi nghe coi. Là bầu đúng người, đúng nguyên tắc đó bà. Mà bà biết đúng người là sao không? Cái câu này tôi biết nha ông. Đâu đâu bà nói.